rồi, xin chào tất cả mọi người nha. À, đây là gương mặt Ngọc Đức Mobile. Bây giờ mình sẽ thi đấu với Ngọc Đức Mobile là khui là 5 chai bia bằng cái nắp chai, thử có ai khui nhanh hơn nha. Thôi tôi đầu tiên cho ta đang có cái nắp đó có dính bạn không? Bây giờ mình khui 5 chai hay 7 chai? 7 chai đi cho nó thời gian lâu lâu cho đều. Rồi bây giờ mình sẽ khui 5 chai bia để thách đấu với bạn Đức mình nha. Còn đây là anh Chí của mình là đang trọng tài. À, anh Chí mình chỉ ở việc đếm 1, 2, 3 là uống bia thôi. Tôi đếm được rồi không? Chỉ là ăn một kết bia thôi. Còn mình là đừng có công thức TV nha. Đừng có nói là đứt phòng với đây chứ. Quay cho mình nha. Thôi đừng có okay. Nha. Quay cho mình hết. Mở cửa ra luôn đi. Rồi, ok. Hiệp 1 đã thắng. Hiệp 2 trả lại. Xin được chiến. Bắt đầu. Chiến đi. Chỗ chúng ta một tay là không à. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Sao sao tự nhiên khui với Đức cung tay quý vị à. Quý vị có biết là bây giờ đó, em có gần điểm không? Tăng cung quá, anh cung quá. Em chủ yếu quý vị thôi. Anh cung quá cho anh không phát khảo xem. Mình là quay mình á. Đây mình là công thức TV nha. Quý vị công thức con mẹ. Đấy là phải khoan. Để đi ghê. Công thức công diện với TV á. Cho điện thoại cầm cầm quay cho nó dựng dựng đi ta coi ta. Ok thằng nào thua là chung. Dạ con lại hai má. Hai má đừng có cười trước khi ta khui. Mà nhưng mà nhưng mà thằng nào thua là phải chung một dĩa mồi nha. Tại vì thua cái này là chung gì? Không. Thua là chung bia. Thằng nào ăn là chung dĩa mồi. Nói là biết đi mua lắm rồi. Anh là cái dĩa mồi thôi. Anh thua cho anh thua. Cái dĩa mồi thôi. Cái dĩa mồi thôi. Bây giờ chơi thế nào? Bây giờ nào? Bây giờ trọng tài là cu cầm cu nấy mà căng lắm nha. Bây giờ mình bây giờ em quyết định chơi như nào? Rồi. Bây giờ ai cu thua 200.000 rồi. Bia thì nó bia thì nó nói rồi. Ok. Cũng được. 200.000 mà chơi chế được mấy 200.000. Mà nói thiệt nha, không có thủ nha. Bây giờ tôi đếm cái xong rồi lụm nha. Với điều kiện ai đổ là thua, không cần nếu mà người kia bên bên phải bên trái đổ là tự bỏ xuống thua luôn. Chết mà nó có dữ khí hoài chơi. À dữ khí cái loại con. Một. Ba. Ủa một mà ba. Người kia lên, ba người kia lên. Nhưng mà thua hết rồi đi mua luôn nghe. Nè thấy gì? Đi mua máy ai đi mua mua luôn. Mua mà 199.000 cũng về nếu ăn. Nhưng mà bây giờ mua lại cũng rồi đi mua cho mấy ai đâu mà. Đó là chuẩn bị. Cuộc chơi bắt đầu. Một. Hai. Ba. Chiến bắt đầu anh em ơi. Cố lên Đức ơi. Chiến bắt đầu anh em ơi. Cố lên Đức ơi. Nhớ, mình lại thắng cuộc nha. Hai sữa. Hello, mình là Lan nha.